Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game bài hơi yếu anh em ạ. Có lẽ tôi sẽ pick cái con God of Light vào tôi eco thôi. Không có được cái con nào lên 2 sao và tự nhiên nó lại cho tôi một cái con Fallen. Đấy. Cho Fallen từ khá là sớm. Thế nên là có thể là Fallen nửa hoặc không. Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ đổi lấy cái ở đây là tôi vứt mất cái Blink rồi. Rất là đáng tiếc. Lúc đầu tôi không định là chơi Fallen. Đấy, lúc đầu tôi định chơi là Assassin thôi nhưng mà xong rồi nó lại ra Fallen. Mà bây giờ chúng ta lại không có cái Blink. Liệu rằng không có cái Blink thì đánh cái con này là có ok không? Úi dồi ôi, bây giờ mới ra ạ. Đến tận round 9 rồi mới cho tôi cái con Eco. Làm cho cái giai đoạn từ đầu game đến giờ là mất máu hơi nhiều. Mất 20 máu rồi. Đến tận round 9 mới có Eco. Nhưng mà thôi không sao. Tôi thì tôi quyết định là chắc là cũng sẽ phải Eco đến tận round 15 cơ. Bộ này cứ lên 7 đã rồi roll anh em ạ. Hôm nay cũng muốn test thử để xem là cái bộ Assassin kẹp với Fallen nó còn mạnh không. Đấy, cái con Fallen nó cho sớm thì thôi, chơi thôi. Hy vọng là con này nó sẽ lên 2 sao thay vì cái việc là nó chỉ ra một con lừa tôi giai đoạn đầu game dã man. Rồi, bán tạm con này đi đã này. Cái con Grand Herald chúng ta có thể tìm sao. Cái bộ Assassin Fake kẹp với cả Fallen Witcher này nó khá là dễ để có thể kích hoạt bộ. Các cái con Wizard ấy, nó chỉ cần 3 con hay con nào cũng được. Chứ nó không như là cái bộ Assassin Fake truyền thống. Cái bộ Assassin Fake truyền thống khi mà không có Fallen thì nó sẽ phải kiếm bắt buộc là con Grim. Đấy, còn cái bộ này thì không. Bộ này thì cái con ốc ấy, nó sẽ có thể thay bằng một con khác. Thay bằng một con khác. Bởi vì nếu mà con ốc mà kết hợp với con cá nó sẽ xính cá. Đấy, chú ý cho các anh em mà mới chơi cái bộ Fake. Là thường là anh em mua con ốc sau đó thì anh em lại kiểu không có Grim ấy. Anh em thay một cái con cá, con Laga thì rõ ràng là lúc đấy là anh em sẽ bị kích hoạt Marine. Ok, mà rau này liệu rằng có ăn nổi quái không nhỉ? Chung có vẻ tong quái nhỉ anh em nhỉ? Stun liên tục thì ăn. Liều phát. Hy vọng là những cái con thị vệ stun liên tục. Stun liên tục là ăn mà. Đúng không? Tỷ lệ là 17%, 17% tung ra đòn stun. Cứ không chế nhiều là ăn thôi. Cố lên nào. Đúng rồi. Ốc dí vào, stun đi. Stun. Stun, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui giời ơi, giết được một con ấy hả? Vãi đài. Số tu là đúng một phát anh em ạ. Hơi đen. Hơi đen. Thôi cũng không sao. Rồi món này thì cũng tạm được. Không đến lỗi quá tệ. Đi cô tiếp nào. Để đây. Trong trường hợp mà đối thủ bỏ bài ra ra này là chúng ta sẽ bỏ bài ra luôn. Đấy. À không bỏ, không bỏ, không bỏ anh em ạ. May quá. Cái thằng này nó cũng eco với tôi mà. Đấy, rất là may mắn là đối thủ không bỏ bài ra. Và chúng ta lại có chuỗi này. Thế thì ấm rồi. Quá tuyệt vời. Rồi. Bài này thì cứ lên 7 thôi. Phong Vũ à? Phong Vũ. Phong Vũ thì chơi Assassin thì lại phải đánh ở level 8 cơ. Không. Lên 8 thì tôi sẽ kẹp thêm một con Druid vào thôi, Druid 3 sao. Cái bộ Assassin kẹp con Fallen Witcher thì ở level 7 là full slot rồi. Ba con Wizard này, ba con Assassin là 6 con kẹp với con Fallen là 7 con rồi.
Lên 8 thì kẹp thêm một con Druid 3 sao. Tức là sẽ không có slot cho cái con Phong Vũ đâu. Thôi, đánh Phong Vũ nó chơi kiểu khác anh em ạ. Nó chơi là kết hợp Feather cơ, kết hợp với con Shadow. Ok, tạm thời cho đồ con này nhá, để giữ máu đã. 7 con. Cứ sau round 15 rồi chúng ta comeback anh em ạ. Không phải quá vội đâu. Đợt này tôi thấy cái bộ này cũng không ai chơi, người ta lại chơi Witcher nhiều hơn. Mặc dù là cũng là cái con Fallen ấy, nhưng mà cũng không hiểu rõ là tại sao mà người ta lại thích chơi Witcher nhiều đến như vậy. Tại sao không lại không chơi cái bộ Assassin kết hợp với cả Fallen nhỉ? Nhiều người chơi Witcher lắm, tôi thấy vào trong game là rất nhiều người tranh nhau Witcher cơ. Cũng là chơi Fallen nhưng mà sao không chơi Assassin? Anh em có thể giải thích cho tôi được không? Bởi vì làm sao? Ui đáng tiếc nhỉ. Gặp cái thằng này sớm quá, gặp trước round 15 ạ. Thế là chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại thằng đấy nữa đâu. Mà thằng đấy nó phải giữ chuỗi đến sau round 20 thì chúng ta mới có cái cơ hội cắt chuỗi một lần nữa, gặp lại lần nữa rồi cắt chuỗi. Nên là coi như là cái chuỗi đấy là mất rồi đấy. Greater thì nói chung là không ăn thua, khó mà có thể giữ chuỗi ở đến sau round 20 lắm, khó lắm. Rồi round này round 14. Nãy giờ Ron là cũng không ra được cái con Wizard với cả con Fuller nào đấy. Đen nhỉ. Cái round vừa rồi là Ron không ra cái gì, ra lại mấy con Glacier. Ô cái gì cả? Lấy đi cha đội hình như là gặp 4 a. À, chắc là ông này bị soi đúng không? Ông này chắc là bị ông Mr. Cop soi, thế là mới bảo lấy đi, lấy cái chuỗi đi bởi vì đội hình yếu hơn. Chả có xác định là không ăn được cái ông kia. Ơ kìa, đừng nha, không muốn thắng đâu, không muốn thắng. Ôi tôi chết rồi, sao lại thắng ở round 14? Vậy đái ạ. Hỏng rồi. Mất một đống tiền luôn ạ. Cáo à. Cáo ra sớm nha. Nếu mà chơi hàng riu sao? Hàng riu kẹp Kira. Con cáo này chơi cũng được này. Bởi vì bây giờ con Fallen nó đã ra đâu. Fallen nó chưa ra, ra một con lừa thôi. Từ từ đã. Không, cái con Glacier này tôi nghĩ là tôi sẽ không chơi đâu. Ra con cáo rồi. Thôi Glacier bán đi. Ui rồi ôi. Ra Glacier nhiều thế nhưng mà trận này không chơi. Trận này mặc dù chơi Glacier thì cũng ngon đấy, nhưng mà Berserker chưa ra anh em ạ. Kiểu mình cần cái con co trong cái đội đấy. Xem cái món đồ ở round này có cái đồ Kira không. Nếu mà có đồ Kira thì tôi chơi Assassin thằng Ryu, không chơi Fake nữa. Chơi thằng Ryu mạnh hơn. Đồ Kira kẹp với 6 xin là được rồi. Trứng à. Một con cáo và một quả trứng. Và cũng là một con Fallen và một quả trứng luôn. Con nào sẽ được dùng quả trứng ở đây. Thôi anh em nha, chốt rồi. Fallen thôi. Chốt rồi, nó ra mà. Nó ra rồi, đủ bộ rồi. Chúng ta sẽ chơi Fake thôi. Đấy. Quả trứng này và một con Fallen. Ok, đánh ở level 7. Đấy, không có đồ Kira. Không có đồ Kira anh em nhé. Ok. Đập trứng luôn vậy.
kiểu có một giây hơi lưỡng lự về cái việc là chúng ta có nên chơi cái con Fallen này không. Bởi vì chơi Fallen nó sẽ bị tranh bài với mấy cái thằng Fallen Witcher. Mà tiếc quá ở round này nó không ra được cho tôi món Kira. Ấy, ui rồi ôi, nếu mà ra Kira là round này là có luôn con Velomancer nhét vào luôn. Thì quả trứng đấy chắc chắn là tôi sẽ giữ lại để tôi đập cho con cáo. Cái quả đập trứng là bởi vì là vẫn có một con cáo hay có một con cá một sao và một quả trứng ấy. Là cũng hơi phân vân. Nhưng mà bây giờ mà phân vân thì tôi sợ là máu nó sẽ tụt đi khá là nhiều. Bởi vì cái con co của chúng ta là con Shadow hay là con ốc. Nó cũng chưa ra. Mà nếu mà để chọn đập trứng cho Shadow hay là đập trứng cho con Fallen thì tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ đập trứng cho con Fallen hơn. Con này nó có cái khả năng nó nhân đồ lên. Nếu mà kéo về late game thì nó sẽ rất là mạnh. Còn cái con Shadow thì late game thì nó sẽ không mạnh bằng con Fallen này đâu. Đấy, khi mà form được 9 xin rất mạnh đấy. Phải nói là bắn rất thốn luôn. Kể cả những cái con Assassin một sao nó bay ra phía sau nó gặt nó thực sự là mạnh. Bộ này chắc là tôi sẽ dừng lại để tôi đôn cái con Illicon lên 3 sao đã anh em nhé. Illicon lên được 3 sao thì lại up cấp tiếp. Lên 8 thì chỉ nhét thêm con Druid 3 sao vào thôi. Để có một cái con Fallen 3 sao nó hóa từ con Druid. Trận này thì nói chung là không có Blink đánh nó hơi tù. Blink lúc đầu tôi không định dùng ấy, tôi rèn bố nó mất. Lúc đầu có định đánh cái bộ Assassin này đâu. Lúc đầu là tôi định chơi cái bộ Glacier cơ. Glacier thì nó không cần Blink. Đấy, nhưng mà xong cuối cùng nó lại ra cái bộ Assassin. Ra con Fallen, thế là tôi lại phải chơi. Feather này, 9 Feather. Chúng ta tí nữa sẽ phải sắm cái gậy như ý. Gặp 9 Assassin. 9 Assassin hiện tại là vẫn chưa có đồ, nhưng mà đấm cũng rất đau. Tôi đã rất cẩn thận lấy cái giáp rồi, bởi vì tôi biết là cái con Fallen Witcher của tôi ấy, nó phải trườn mặt lên phía trên. Cái mặt nó phải trườn ra phía trước. Nên là cái việc chúng ta sắm những cái món đồ thủ của nó đương nhiên thôi. Da cáo cay nhỉ. Đùa đen thật sự. Tạm thời cho con này vào thay đã. Cáo lên được 2 sao rồi đấy. Nếu mà tôi giữ cái quả trứng vừa lấy là con cáo tôi ở cái đao 19 nó sẽ lên được 2 sao. Cũng đã có cọc rồi. Có cọc rồi. Có thêm cả tộc Half Orc nữa. Nếu mà muốn chơi đánh ở level 9. Vừa có tộc vừa có beat, vừa có Half Orc, lại vừa có cọc luôn. Rất là khỏe. 6 Assassin nhưng mà thiếu mỗi cái món đồ Kira. Trận này có cả Warrior à? À, 9 Warrior. Thế thì cũng hơi khó nhỉ. Nếu mà có 9 Warrior là xác định là tí nữa cũng sẽ phải chuyển về Witcher đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ về Witcher thôi. Lại ra con cáo nữa này anh em này. Dã man. Có vẻ như là chúng ta đang chọn sai lên văn minh rồi. Luôn từ nãy giờ không ra được thêm con Fuller nào. À đây ơi, ui, vừa mới nhắc tên xong. Ok. Con Fallen nó ra bây giờ là nó còn không bằng cái con cáo luôn. Đồ lại ra con Tekira ra ao này thì thôi. Tiếc đứt ruột. Đây rồi, ra Fallen tiếp này. À không được, không được, dính bít. Dính bít.
Vốn tiếp, kiếm một con nữa. Lại ra cáo này. Trận này phải chơi insect anh em ạ. Sai lầm rồi. Rồi, lên 8 thôi. Đánh ở level 8 nó sẽ là 9 Assassin Fake kẹp với cả Druid. Trận này có mết đúng không? Có lẽ là sẽ phải lấy cá mưa. Thằng này nó sẽ là, tí nữa nó sẽ là Saman rồi. Ơ, cắt được chuỗi không? Cắt được chuỗi không? Cắt được chuỗi không? Ui, con súng còn sống. Thế thì khó. Súng còn sống anh em ạ. Tí nữa thì cắt được chuỗi nhá. Nếu mà không bị nó úp lồng. Quả vừa rồi mà tôi lấy đồ có khả năng là tôi sẽ cắt được chuỗi đấy. Mà tôi chưa kịp lấy đồ. Thôi, chắc là tôi nghĩ là lấy cái áo mưa cho nó an toàn. Trên này nhiều mét lắm. Kể cả bản thân cái thằng Greater nó cũng là bắn trưởng đấy. Lấy cái đồ này đi. Ok. Tạm thời thế đã. Có cả Kira luôn. Cáo của tôi thì đã có hai con 2 sao rồi. Tập này tôi nghĩ là tôi sẽ dừng lại ở 8 chơi thôi. Bộ này không cần lên 9 đâu. Đánh ở 8 full 3 sao là ngon. Rồi full 3 sao. Sau đó là chúng ta kiếm cái đồ. Rất nhiều mết nhá, có cả mết fake. Ui ơi, lại ra cáo nữa này. Sai lầm chết người luôn ấy. Con cáo bây giờ nó đã ra tới con thứ 7 rồi. 7 con rồi anh em ạ. Tính cả quả trứng nhá, tính cả quả trứng là 7 con rồi đấy. Hơn full lần rồi. Full lần mới ra được có ở đây là mới có 4 con thôi. Tính cả quả trứng thì mới là 5 con. Tôi nghĩ cái thằng top 1 nó sẽ chuyển về Saman thôi. Nó không chơi Greater đâu anh em ạ. Có không? Tôi nghĩ là Greater đấy. Nó roll ra được cái con ngựa sắp lên 3 sao rồi. Tôi nghĩ là Greater. Chứ còn Saman họ chỉ roll 2 sao thôi. Chứ họ cũng sẽ không roll 3 sao đâu. Tự nhiên thấy con Lava Saman làm cho tôi nhầm tưởng là họ sẽ chơi Saman nhưng không phải. Saman thì không ai khô máu như thế cả. Ok, đồ full lần của tôi như này thì nó sẽ hóa hơi chậm. Vừa nãy là có hai món đồ tăng mana thì nó sẽ hóa nhanh hơn. Bây giờ còn hóa hơi chậm đấy. Rồi, còn có một người chơi là chơi gì đây? Chơi gì đấy? Không hiểu chơi gì luôn. Có lẽ là mết kết hợp với Spirit ấy hả? Mà Spirit gặp 9 Assassin thì không ăn thua. Đập một phát chết luôn rồi còn đâu nữa. Này, quả trứng này nó sẽ giúp cho nếu mà tôi mua cáo là nó sẽ lên được 3 sao đấy. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ là con full lần này nó cũng sẽ lên 3 sao thôi. Bây giờ còn thiếu 3 con nữa đúng không? Ok, chúng ta sẽ roll ở cái level này đó. Thực ra với cái con full lần nếu mà hyper roll ở level 7 thì cái tầm round 24 này nó sẽ lên được 3 sao rồi. Nhưng mà bây giờ là tôi đang đánh ở level 8, nó sẽ chậm hơn một chút. Chắc là round 29. Trên này chơi fake nó cũng khá là ok đấy anh em ạ. Chơi fake tí nữa chuyển sang cá đánh với cái nhà 9m nữa. Trên này 9m 5 rồng căng phết. 9m kết hợp với cả fake này. Rồi mết kết hợp với 5 rồng có cả luôn. Còn cái thằng Warrior này thì khả năng là cái tầm này chúng ta sẽ không đánh được. Hơi khó. Nó blink vào nó ẩn cái con full lần của tôi ra. Thế là tôi không hóa được cái con unicorn như cay thật. Thua nhưng mà chắc là cũng lọt một con thôi nhỉ. Lọt một con thôi.
Ui rồi ngọt ba con à, 6 máu, 5 máu, được. Thiếu 3 con phu lần nữa. 29 có bị muộn quá không nhỉ? Tôi sợ 29 là nó sẽ bị muộn đấy. Sau round này là bắt đầu bọn nó mạnh. Sẽ có những cái thằng nó sẽ lên level 10. Ví dụ thằng 5 rồng 9 mét là không lên được 10. Mấy cái thằng mét có vẻ như là không có thằng nào lên được 10 cả. Quyết định là xả hết tiền rồi. Tôi đã cẩn thận tôi lấy cái áo mưa. Với cái áo mưa có những cái round gặp mết ý, chả may mà không chuyển được 6 cá vào thì vẫn không sợ lắm. Mất chút siêu máu đó. Tôi nghĩ là cứ từ từ anh em ạ, roll 50 tiền thôi. Không phải vội đâu. Giáp à? Thôi cũng được. Trong cái trường hợp mà đánh với mấy cái thằng Warrior thì cái giáp này cũng ngon. Cái lùn này thì nó cũng không dùng đến nên là thôi tôi cứ để tạm ở đấy. Tí nữa có thêm đồ thì chúng ta mới rèn được anh em ạ. Rèn đồ bây giờ thì nó chỉ được một cái món xám thôi thì cũng không lấy làm gì cả. Con Fallen Witcher này bây giờ phải tập trung vào những cái món tím, món cam. Đặc biệt là cái món tím để lấy cái RO. RO giáp xoay. Xếp lên một chút như này để được hưởng cái giáp này. Ok. Bây giờ ngại nhất là cái thằng mết nhỉ. Đứng tụm cái này thì dù là được hưởng những cái aura của những cái giáp này, những cái khiên hay là những cái áo mưa, nhưng mà vấn đề là mết thì nó sẽ tung trưởng, nó sẽ gần như là lĩnh toàn bộ skill của con già. Rồi gặp thằng phe giờ không biết ăn nổi không. Ok. Đấm đau phết đấy. Đấm con cây của đối thủ chết rất nhanh. Rồi, hai con nữa đó. Ơ chú quỷ này, từ từ nhá. Trận này là tôi cũng sẽ phải chuyển sang Witcher đấy anh em ạ. Lên game là có Warrior. Lên game có Warrior nên là đập trứng nhỉ. Từ từ đã. Không, tôi sẽ không nuôi những con assassin nữa, bởi vì thế nào cũng sẽ bán đi thôi. Tôi sẽ chỉ giữ lại cái bộ fake đến khi nào mà đấm chết cái thằng bết. Đấy, sau khi mà đấm chết cái thằng bết xong, chúng ta sẽ chuyển dần về Witcher anh em nhé. Giữ lại cái bộ fake để có thể linh hoạt chuyển những cái layup khác nhau, counter vào bọn nó. Tính ra là gặp mết thì chúng ta sẽ chuyển cá vào. Rồi, rao này gặp mết này. Nhưng mà có áo mưa. Có áo mưa, có áo mưa. Có áo mưa anh em ơi. Yên tâm. Giáp ma chính ra nhá. Cái bộ Fallen Witcher này mà cầm cái áo mưa ấy thì chính ra là chúng ta không cần phải kẹp cá vào đâu. Bởi vì là khi mà hóa cái con unicorn nó thành một cái con Fallen 3 sao thì nó cũng vẫn có một cái aura nữa của cái áo mưa. Chính vì thế là nó sẽ được cộng cái tỷ lệ mà kháng phép lên. Đấy, nó không phải là nhân đôi đâu, nhưng mà nó cũng sẽ là cộng thêm. Ví dụ như cái áo bình thường có 50% thì cái kia nếu mà cộng thêm thì nó được thêm được khoảng 20% nữa, là kháng được 70%. Đấy, nó không phải là cộng 50% cộng 50% là 100% kháng phép. Nhưng mà nó cũng sẽ được khoảng 70%. Nó cũng khá là khỏe. Nên là cái việc mà chơi mà gặp những cái nhà mết thì cũng không sợ lắm đâu. Nếu mà lấy cái áo mưa. Có lẽ là tôi vẫn cứ để như này thôi anh em ạ, để phòng trường hợp gặp mấy cái thằng này.
Gặp thằng Warrior này mà chuyển sang cá là toang. Cứ để Assassin này là ngon này. Đấy. Mặc dù đấm có thể thắng có thể thua, nhưng mà round này thì thắng rồi. Lên được 3 sao đấm đau lắm. Mặc dù đang đánh với cái Warrior ấy, giáp rất là to, nhưng mà tôi vẫn có thể đấm 2-3 phát là chết một con. Trừ những cái con có đồ thôi. Còn như con mà không đồ thì 2-3 phát là chết con. Ây à, đã chú quỷ này. Nhưng mà trứng thì không đập cho chú quỷ nhá. Trứng thì đập cho full lần thôi. Đồ bây giờ thừa rồi. Mà rèn thì vẫn chưa đủ để rèn. Rèn đồ nó phải đủ đồ cam cơ. Chứ còn bây giờ đang thiếu một cái. Hay là lấy đồ tím. Lấy đồ tím thì còn cái gì? Còn cái RO. Ok. Giáp xoay vậy. Được. Cái giáp xoay này nó cũng sẽ khá là khỏe đấy. Giúp cho cái con Fallen Witcher của tôi nó đứng ở hàng trên. Nó cứng cáp hơn một chút. Máu nhiều hơn. Hóa ra cái con tướng 3 sao từ The Rui nó cũng khỏe hơn. Trận này là top 1 trông căng đấy nhở. Rồi thằng Feather này không tính tiền. Tôi nghĩ là Fallen Witcher làm được. Ui anh em nhìn cái con cây của đối thủ kìa. Vãi đài. Đấm nhở. Đấm cảm tưởng như con cây cũng chỉ ăn 2 phát. Hai vả của Fallen là chết. Fallen ơi, đau 29 rồi. Ra đi xem nào. Ôi kìa. Run đéo ra cáu. Cáu thật sự. Ôi kìa. Đùa. Từ lẫy giờ không ra thêm được con Fallen nào anh em ạ. Mà rõ ràng trận này không có thằng nào tranh bài nhá. Không có bất cứ thằng nào chơi cái con này cả. Thế mà rồi cuối cùng cũng không ra. Cay thật. Không hiểu kiểu gì. Hai thằng. Một thằng ở trên là nó chơi pha ke. Fake ấy. Thằng cọp kia chắc là chơi. Chơi xin à. Chơi gì ấy nhỉ. Thằng cọp kia chắc chơi xin fake đúng không. Chuyển sang xin fake thì phải. Trông giống như là như thế. Chứ không phải là Greater nữa không. Chuyển dần sang xin phát. Đánh với co là con súng 3. Úi dùi đây rồi. Còn một con nữa thôi. Thôi cái đao này khô máu thôi anh em ạ. Quá sợ rồi. Quá đao 29 rồi. Hết tiền rồi. Kiếm bằng được con Fallen thì thôi anh em nhá. Ra đi bạn ơi. Fallen ơi ra đi. Đừng để tốn nhiều tiền quá. Còn phải lên 9 cơ. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Được rồi xong. Xong nhiệm vụ ra 31. Muộn 2 round. Vẫn đúng tiến độ. Ok RO. Rồi. Những cái đồ còn lại thì tạm thời cho con Shadow cầm. Tí nữa cái đồng đồ này tôi sẽ chuyển sang dần sang đồ cam thôi. Tí nữa chuyển dần đó. Bây giờ cứ RO vào full đồ đã. 5 con Fallen full đồ ở round 31. Mạnh rồi anh em ạ. Bây giờ lên 3 sao có RO là quá mạnh rồi. Từ cái round trước ấy, cái sức mạnh của trước round 30 chưa có RO và chưa lên được 3 sao sang cái round này nó khác hẳn luôn. Bây giờ tôi quá mạnh rồi, không ngán bất cứ thằng nào đâu. Tầm này 5 rồng chấp 5 rồng luôn. 5 rồng 9m đúng không? Ơ kìa. Ôi tôi chết. Nó vẫn giết chết hết quân của tôi. Không có phôi để hóa. Mặc dù cái con này của tôi thì nó cực trâu rồi đấy anh em ạ. Nó không dễ dàng có thể là bọn 5 rồng này ăn được đâu. Đấm chết cái con rồng 3 tiền là ăn được mà. Ok. Đấm chết con đấy đi. Đấm chết nó. Một hit nữa. Đúng rồi. Thế thì vô tư. Thế thì vô tư luôn. Máu vẫn hồi này. 500 máu. 600 máu. Ơ kìa. Vẫn thua. Quả này là do là không biến được mấy cái con đệ lên được Fallen Witcher thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao. Thằng đấy chuẩn bị kẹp cá vào tiêu diệt rồi. Giết lốt những cái thằng còn lại.
khi nào còn 3 thằng ấy thì lúc đấy quá đơn giản để tiêu diệt cái thằng nhà Long Rồng 9m. Kể cả là bây giờ nó có đang mạnh như chăng nữa thì vẫn vô tư. Bây giờ tôi đang chơi fake nên là cái việc mà chuyển sang 6 cá nó rất là đơn giản. Bây giờ chỉ cần loại hai thằng nữa đi thôi. Thằng Mr. Cọp thế thôi nhưng mà tụt bây giờ đang tụt máu không phanh rồi kìa. Vớ vẩn là chưa kịp chuyển sang xin fake đã bay màu. Đánh hẳn level 10 súng 3 rồi mà vẫn trông vẫn ngáo nhỉ. Kiểu không ăn thua. Rồi, Warrior bây giờ chắc không sợ nữa rồi. Bây giờ thì không ngán với cái thằng Warrior này nữa rồi anh em ơi. Ok. Chính ra Assassin nó lên được 3 sao. Fallen Witcher thì nó cũng chả sợ mấy cái con này. Chính Assassin nó chỉ sợ cái bọn Warrior ở những cái level thấp của con Fallen này thôi. Chứ còn lên 3 sao có RO rồi thì không sợ đâu. Đập nó đau á. Trận này tôi còn chưa có hút máu nữa đấy. Mà tôi vẫn đấm được cái bọn Warrior. Mấy cái đồ này để dành đã anh em ạ. Tôi muốn chuyển đồ cam. Muốn rèn đồ cam chứ không lấy đồ tím nữa. Hai cái món đồ tím cần thì đã có rồi. Chỉ còn cái MKB đúng không? Cái gậy như ý. Nhưng mà gậy như ý làm sao mà bằng được cái cướp điên. Thôi. Để cái bất diệt với cái cướp điên ngon hơn nhiều. Đợi chút. Rồi, còn cái thằng này xô vào. À, càng đấy. Xô vào đây rồi cũng ăn đấm thôi. Không sợ, không sợ Warrior. Thằng này có cái giáp phản, nó phản lại được. Cũng ghê phết đấy. Mấy cái quả mà crit xong rồi nó phản lại cũng căng phết đấy. Mr. Cop thì tôi nghĩ là gặp cái thằng Warrior chưa chắc đã ăn được đâu. Mặc dù là thằng đấy nó kẹp cá ra rồi nó đánh được cái thằng mết nhưng mà gặp thằng Warrior thì nó vẫn sồ vào thôi. Cái bộ Hunter nó khá là sợ bộ Warrior. Trừ khi là con súng nó có đủ đồ hút máu, nó phải có hai cái MOM. Còn nếu mà súng đấy mà nó không có MOM hai cái thì nó vẫn sẽ bị phản chết thôi. Những cái con khác nó bị phản chết trước, sau đó nó dí con súng. Đó, làm rồng à. Lần này có hóa được không? Hóa đi. Hai con thôi là được rồi. Được. Chỉ cần hai con thôi là đủ rồi. Đấy. Vô tư. Chỉ cần hóa được là được. Rồi. Tức là nếu mà cầm áo mưa thì cũng không sợ mết lắm. Đấy, cứ sắm cái áo mưa là xong. Chả cần phải chuyển sang 6 cá làm gì cả. Để an toàn. Còn đến khi mà chúng ta solo thì chuyển sang 6 cá nó quá dễ. Kèm thêm một cái áo mưa nữa thì nói chung là xác định là cái bộ mết ấy, nếu nó solo với tôi thì nó sẽ quyết luôn. Không có cái cửa gì ăn được cả. Còn cái thằng Hunter thì bây giờ cũng vô tư. Hunter gặp Assassin cũng thế. Cái bộ mà Hunter ấy nó cũng đấm được cái con Fallen này nhưng mà nó ở trong một cái bộ khác là cái bộ Witcher. Đấy, Witcher Fallen thì nó sẽ khá là sợ bộ Hunter. Nhưng mà đây nó không phải là Witcher Fallen mà nó là 9 Sin. Thì 9 Sin này nó cũng đánh kiểu đôi công ấy. Nhất kích tất sát. Cái bọn Witcher nó mạnh là bởi vì nó đấm những cái bộ mà nó cần mana. Nó không tăng được mana lên thì nó không bắn trưởng được. Đấy. Nhưng mà với những cái bộ mà không cần mana như là cái bộ Hunter thì cái bộ Witcher nó lại không mạnh bằng bộ Assassin đâu. Ok. Tôi bỏ cái áo mưa ra bởi vì là làm sao. Cái thằng mết tôi nghĩ là sẽ chết ở round này. Thằng mết tôi nghĩ là sẽ chết thôi. Tôi gặp thằng mết rồi mà, đúng không? Round trước tôi gặp thằng mết rồi. Round này sẽ không gặp nữa. Round này thằng mết nó mà gặp cái thằng thằng Warrior thì khả năng nó sẽ vẫn sống. Round này tôi gặp thằng cọp.
để tạm cái áo mưa trên người con unicorn, tí nữa tôi sẽ lấy lại. Rao nào mà gặp mết chúng ta sẽ lấy lại sau. Rồi, gặp thằng cọp ăn nổi không? Lắm con Fulan bắn như thế này đánh đau lắm. Đi luôn không? 21 máu, vẫn còn 6 máu. Cua này nó đẩy nó không được nhiều nhỉ. Rồi, lên dần lên 10 rồi anh em. Lên dần lên 10 tôi sẽ chuyển dần sang Witcher. Bây giờ đủ bộ Witcher rồi. Đồ bây giờ vẫn chưa đủ cái đồ cam nhỉ. Thiếu một đồ. Thôi, đợi một thằng nữa chết. Thằng mết sắp chết rồi. Rao này tôi nghĩ là thằng mết chết rồi. Đấy, rao này chắc chắn là thằng mết chết. Thằng mết rao này nó sẽ gặp cái thằng Hunter kẹp cá. Ok. Còn tôi thì vẫn ăn được thằng này. Ăn được không? Ui, nó phản kìa. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Ok. Vãi cả trâu ạ, à, tí thua. Có chuỗi rồi này. Ơ, thằng Hunter này nó ăn được cái thằng mết ạ. Chán bạn thật, thế là để tôi à? Thôi được. Thế rao này thì lại là chính mình coi như là giải quyết cái vấn đề của mình thôi, không ai giải quyết hộ cho. Hài thật sự. Tôi cứ nghĩ là thằng Hunter nó phải ăn được chứ nhỉ. Nhưng mà không sao. Nếu mà thằng Hunter không ăn được thì tôi sẽ là cái người giải quyết cái vấn đề đấy. Xong rồi. Giờ vào phát phọt trưởng phát là bay toàn bộ đội hình luôn. Ơ điều thật đấy. Mẹ thề. Tính lại tính nhầm. Gặp Hunter nhưng mà bạn ơi, sáu cá gặp Hunter vẫn đấm như con này. Bởi vì cái con Fulan này nó mạnh quá rồi anh em ạ. Đánh đến round 38 nó là siêu late game rồi. Cái bộ này đánh đến late game thì chả cần xe lê gì nó cũng mạnh. Chỉ cần có phôi để cho con Fulan nó biến thôi thì đã mạnh rồi. Chứ đừng có nói là có cái xe lê gì. Ok. Vậy là round này mới là chính thức là gặp thằng mết này. Anh em thấy là thậm chí là round trước không cần phải có kích hệ gì, kích hệ cá mà gặp Hunter vẫn đấm như con luôn. Chứng tỏ là cái sức mạnh của nó từ cái con Fulan này. Chứ không phải là từ cái Celeji. Rồi thôi, nhưng mà xong cuối cùng là mết cũng sẽ bay màu. Round này là nổ phát. Ui dồi ôi, nó nổ cả. Quá nhanh. Cái con Grim mới là cái con gây đam nhiều nhất. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang Witcher. Lấy con này vào đi. Quá tuyệt vời. Rồi. Combo Witcher kết hợp với cả Light Spirit. Light Spirit này sẽ gây ra sát thương chuẩn chứ không phải sát thương phép đâu. Được. Trận này thiếu con Tesu. Có Tesu thì ngon, nhưng mà không có. Trận này không có Tesu. Có Tesu nó sẽ có cái combo rất đẹp. Nhưng mà thay vào con Tesu tôi có thể thay bằng con Storm Shaman này cũng được. Mặc dù cái AOE của nó không được nhiều như là con kia, không được rộng như là con Tsunami, nhưng mà vẫn có thể gây ra cái hiệu ứng rất mạnh. Dồn đam. Mặt lạ điên ạ. Đèn. Đồ chán thật, mấy cái đồ rơi ra toàn phải vứt đi. RO. Không. PPB này thực sự là cũng không cần lắm. Nhưng mà thôi, có thì cũng được. Méo mó có hơn không. Chúng ta có cái BKB vào thì nói chung là cũng chống được một chút cái khống chế. À đây rồi. Quá hợp lý. Rồi xong rồi đấy.
gặp 9 Warrior, Berserker 3 sao, Swordman 3 sao. Nhưng mà hết rồi. Lấy đâu ra cái cửa nào mà ăn được à? Chuyển sang Witcher rồi thì chịu chết. Trời ơi, nhìn cả bắn cho mềm như bún luôn. Quá khỏe, thậm chí chú quỷ còn chưa lên được 2 sao, không thèm. Công nhận là cái bộ Witcher bây giờ nó mạnh thật. Mặc dù là tôi chuyển ở giai đoạn late game thôi, nhưng mà công nhận nó cũng khá là mạnh. Thảo nào mà có rất nhiều người kêu cái bộ Witcher nó là một cái bài mà bị lỗi trong cái thời điểm hiện tại. Còn anh em thấy thế nào? Liệu rằng có thật sự là nó có lỗi không? Còn tôi ấy, thì tôi thấy nó cũng không im ba những cái meta trước đâu. Nó cũng vào cái người không biết chơi thì nó vẫn cứ top thấp được bình thường thôi. Đấy, còn vào cái người biết chơi thì đương nhiên là nó cũng sẽ vẫn là mạnh. Còn anh em thấy như thế nào thì anh em hãy để lại cái ý kiến của anh em dưới cái phần comment anh em nhé. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Trận đấu ngày hôm qua vô cùng khó khăn khi mà gặp một cái đối thủ rất tinh quái, chơi cái bộ fake và counter tôi cực kỳ là triệt để luôn. Thực sự là phải nói là chơi được xong một cái game đấu mà toát hết cả mồ hôi hột. Anh em xem chưa? Anh em chưa xem, anh em xem đi nhá. Hay lắm, anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, dồn toàn bộ đồ cho con thị vệ thường ngày 1 tiền và cái kết anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.